ta đi đâu đây? Đi đây, ở thôn Thái Lan. Đi Thái Lan. Đi đi đi, mọi người đi đây. Ra biển đi. Ra bãi biển Thái Lan nữa. Chúc tất cả mọi người vui vẻ nhá. Đây là bãi biển Thái Lan. Mà hôm nay là ngày thứ hai chúng tôi đoàn công ty Live Vantage Việt Nam, những chiến binh Protan Team chúng tôi lại đến với bãi biển của Thái Lan để trải nghiệm những cơn sóng và nước biển mặn ngoài của đất nước Thái Lan. Đất nước hoàng gia của Thái Lan, đây là bãi biển rất là đẹp, rất nhiều tàu cano đang chờ đón chúng tôi tại đây. Trải nghiệm những cơn sóng bạc đầu tại bãi biển Thái Lan. Xin chúc cả nhà ngày mới bình an mạnh khỏe, A Di Đà Phật.